Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 301, người ghen tị sao? 2. Dựa theo lệ thường mà nói, Vi Trầm Uyên một khi xác nhận thân phận, chính là nhi tử của Vĩnh Nghị Hầu, mặc dù là con vợ kế, nhưng Vĩnh Nghị Hầu dưới gối không con, con vợ kế và con trai trưởng vốn không có gì khác biệt. Nói như vậy, Vi Trầm Uyên mới là người thừa kế tước vị vĩnh nghị hầu danh chính ngôn thuận nhất. Lúc này biểu tình của Minh Đế tuy rằng không biến hóa quá lớn, nhưng Hoàng hậu đã có thể nhìn ra, tâm tình của ông hiển nhiên là không tốt, ngữ khí cũng từ bình thản truyền thành lớn tiếng, khóe môi nhếch lên cười lạnh nói, cảnh hữu thần, khanh hôm nay hao tốn tâm tư ở trên trạng nguyên yến cáo trạng là vì nguyên nhân này. Cảnh hữu thần làm sao nghe không ra sự tức giận trong lời nói của hoàng đế, vội vàng quỳ xuống biện giải, bệ hạ, vi thần không phải vì vậy mới chỉ chứng vi trầm uyên, vi thần tuyệt không có tư tâm. Hắn ta lớn tiếng tranh cãi, lại đổi lấy nụ cười khẽ của Vân Khanh, tuy rằng nàng không hiểu rõ tính tình của Minh Đế, nhưng Vân Khanh biết, vị hoàng đế này, bởi vì đã trải qua cảnh huynh đệ chém giết lẫn nhau để tranh đoạt môi vị, trong lòng đa nghi rất nặng. Hơn nữa một khi bản thân đã nhận định chuyện gì, thì sẽ không tùy tiện để người thao túng, nghĩ muốn nói một hai câu đã che mờ mắt hắn, hắn đều cho đó là người có âm mưu, muốn đổi trắng thay đen, đây là di chứng của việc lúc trước tranh đoạt đế vị. Cho nên cảnh hữu thần lúc này lớn tiếng biện giải, kỳ thực làm cho minh đế càng thêm tức giận, trên mặt lộ ra vẻ tàn khốc, hai tròng mắt nhìn cảnh hữu thần giống như phong ba bão táp đánh úp lại. Đúng lúc này, tứ hoàng tử lại mạnh mẽ ném chén trà về phía cảnh hữu thần, giọng nói ngoan độc, ngươi dám ở trong này, hổ môn loạn ngữ, tất cả mọi người đều nhìn ra sự việc do ngươi mà nên, còn không mau nhận tội với bệ hạ. Chén trà ném trúng vai cảnh hữu thần, cách quần áo cũng không phải quá mức đau đớn, nhưng lại làm cho cảnh hữu thần hiểu được, nay bệ hạ đã nghĩ như vậy, hắn lại cố giải thích, cũng không có tác dụng. Hành động này của tứ hoàng tử là đang nhắc nhở hắn, vì thế hắn lập tức kinh sợ nói bệ hạ thần biết tội vi thần tuy là con vợ kế nhưng vẫn luôn cố gắng tiến thủ thật vất vả mới có thể chờ tới ngày được đích mẫu thừa nhận mắt thấy tước vị trước mặt đột nhiên có người xuất hiện nói là nhi từ của đại ca trong lòng thần không phục nhất thời xúc động phạm phải sai lầm lần này thần không nên bị tước vị che mắt mê hoặc nhân tâm xin bệ hạ trách phạt vân khanh nghe thấy lời cảnh hữu thần nói liền hiểu được kế tiếp minh đế xử phạt nhất định sẽ không quá nặng, bởi vì mỗi một câu của cảnh hữu thần đều cho chúng tâm tư của vị ngồi trên cao kia. Năm đó minh đế cũng là một trong số các hoàng tử của tiên đế, không thu hút được ánh mắt của phụ hoàng mình, mẫu thân lại xuất thân ti tiện, đối với hắn cũng có ảnh hưởng vô cùng lớn, minh đế hăng hái lập công, thật vất vả mới được tiên đế chú ý, tất cả mọi chuyện đều giống như tình cảnh của cảnh hữu thần hôm nay mắt thấy tước vị sẽ tới tay, bỗng dưng xuất hiện một người có xuất thân tốt hơn mình, chắn ở phía trước, cái loại cảm giác không cam lòng này, mình đế hiểu rất rõ. Quả nhiên, mình đế mới vừa rồi khuôn mặt còn tức giận đã buông lòng đi không ít, hoàng hậu ngồi bên cạnh hắn, nhiều năm làm phu thê, cũng biết minh đế đã không còn tức giận như vừa rồi, mà đúng lúc này, ngự phượng đàn đang chuyên tâm phẩm rượu ven áo choàng. Món tay thon dài vỗ vỗ tà áo trắng như tuyết không vương một hạt bụi. Cười nói, cảnh đại nhân nói rất đúng a, à, nếu như có người chắn trước mặt thì phải nghĩ biện pháp loại bỏ hắn, không cho hắn ngáng đường, lúc nào cũng luôn cố gắng phân đấu, mới có thể ngồi vào vị trí mình mong muốn, thật sự nhiệt tình vô cùng. Một câu nhìn như khen ngợi, lập tức làm cho Tứ hoàng tử xưa nay vốn bình tĩnh lập tức nghiêng đầu nhìn Ngự Phượng đàn, đáy mắt mơ hồ ẩn chứa tức giận, Ngự Phượng đàn như vậy rốt cuộc là có ý gì? Đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn muốn ám chỉ cái gì là chỉ trước thì ngăn cản sau thì hãm hại đây không phải là đang nhắc nhở minh đế lúc trước tứ vương làm phản đám huynh đệ đã đối xử với ông như thế nào ư chuyện này là chuyện thống hận nhất trong lòng minh đế ngự phượng đàn cười như hoa trong nắng sớm bưng chén rượu lên đưa về phía tứ hoàng tử khẽ nhấp một ngụm trong đôi mắt hẹp dài lóe lên tia sáng ai bảo cảnh hữu thần lần nào cũng say mê ngắm nhìn khanh khanh của hắn hắn không thích, đương nhiên sẽ ra chút đòn ngáng chân hắn ta, xem ngươi còn dám có chủ ý không tốt với khanh khanh của ta nữa không. Chỉ vẻn vẹn một câu, người ở chỗ này đều có thể nhìn thấy gân xanh đang giật giật trên trán minh đế, hai tròng mắt bắn ra tia sáng ngoan độc, một tay vỗ vào tay vịn trên long ỉ, nghiêm túc nói, cảnh hữu thần, người đại náo trạng nguyên yến, chỉ vì tư dục của bản thân. Đồng thời bôi nhọ thanh danh đại thần triều đình trương các lão tào hữu phó đô ngự sử vi trạng nguyên hành vi đê hèn ác độc trẫm lập tức giáng ngươi xuống thành hộ bộ lang trung một câu này liền giáng cảnh hữu thần từ tam phẩm hộ bộ thị lang xuống thành ngũ phẩm hộ bộ lang trung một lần giáng xuống bốn cấp có thể thấy được việc này khiến cho minh đế tức giận vô cùng mọi người có mặt nhất thời thổn thức không thôi vốn có tiền đồ sáng lạn lại cứ cố tình phạm phải sai lầm trong ngày hôm nay đã không lật đổ được kẻ nào, ngược lại là ăn trộm gà không thành còn bị đánh trở lại một quyền, có ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, có ánh mắt đồng tình, mà châm biếm cũng có. Cảnh hữu thần hai trong mắt phun lửa, nhưng lại không thể không đứng lên, hành lễ tạ ơn minh đế, trong lòng thất vọng chán trường không sao kể hết, lại nhìn thần sắc tứ hoàng tử, đối với hắn hiển nhiên là cực kỳ bất mãn, nhất thời bước chân giống như nặng ngàn cân ngồi lại vị trí âm trầm buồn bực uống rượu mặc dù có đoạn nhạc đệm là cảnh hữu thần không khí yến tiệc không còn thoải mái như lúc đầu nhưng hôm nay nhân vật chính cũng không phải hắn ta mà là vi trầm uyên sau khi quan hệ giữa vi trầm uyên và trương các lão cùng vĩnh nghị hầu được tiết lộ vi trầm uyên lúc này đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người minh đế trải qua tình huống vừa rồi hứng thú cũng giảm đi một nửa ông đứng lên rời đi trước để lại các đại thần tiếp tục vui vẻ, Tây Thái Hậu lớn tuổi, cũng không chịu nổi ép buộc thời gian lâu như vậy, đương nhiên cũng rời đi, Hoàng hậu đỡ Tây Thái Hậu về tẩm cung, ba vị lớn nhất đã đi rồi, quần thần bên dưới mới dám thả lòng, liền lập tức nâng cốc chúc mừng, vây quanh vi trầm uyên hết tốt này đến tốt khác. Còn đám nữ quyến so với nam quyến thì không tiện ở lâu trên đại điện nữa, họ được công nhân dẫn đường, đưa tới một đại điện khác để dùng bữa. Vân Khanh chọn một vị trí tương đối im lặng ngồi xuống, lặng lặng ở một bên ăn một chút, tiến cung lâu như vậy, xác thực bụng đã hơi đói bụng, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy vi trầm uyên ngoạn mục thắng được một ván, tâm tình nàng rất tốt, nên cũng có chút thèm ăn. Thế nhưng, có người cứ cố tình không muốn thấy nàng vui vẻ, vì ngưng tử đi tới, khi đối diện với Vân Khanh trên mặt không còn treo nụ cười giả dối như trước nữa, nàng ta nói thẳng, thẩm Vân Khanh, Ngươi thật biết tính toán, ta đã nói sao ngươi có thể tốt bụng mà đi giúp đỡ Vi Trầm Uyên kia chứ? Hóa ra là đã sớm biết thân thế của người ta, muốn dựa vào gốc cây đại thụ lớn là hắn chứ gì. Vân Khanh để đũa xuống, lau miệng, sau đó hít một hơi thật sâu, quay đầu nói với Lưu Thúy đang đứng sau lưng, "Lưu Thúy, em có ngửi thấy trong không khí có vị chua bốc lên rất khó ngửi hay không?" Lưu Thúy đi theo Vân Khanh nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu ý của nàng, biết tiểu thư đây là muốn châm chọc người ta, lập tức phối hợp đáp, tiểu thư, nô tỳ người thấy, đúng là có vị chua, cũng không biết trong đại điện hoàng cung to lớn như vậy, sao có thể bốc lên vị chua khó ngửi thế kia chứ. Liều Thúy mở to hai mắt, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, biểu tình khoa trương kia khiến Vân Khanh buồn cười, thầm nghĩ nha đầu này càng ngày càng quỷ quái, trên mặt thì vẫn bình tĩnh như cũ tò mò nhìn vi ngưng tử vi tiểu thư không biết ngươi có ngửi thấy mùi chua đó bốc lên từ đâu không vi ngưng tử trong lòng biết nàng là đang châm chọc mình ghen tị nhìn ý cười thản nhiên trên mặt vân khanh món tay nàng ta gắt gao siết chặt khăn tay cắn răng nói ngươi giả ngu cũng vô dụng loại người như ngươi làm chuyện gì cũng đều có mục đích cả giúp vi trầm uyên cũng là như thế a à, vân khanh cười nháy mắt một cái, lông mi thật dài khẽ rung động, nâng mắt lên nhìn vi ngưng tử đang đứng trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt ghen tị của nàng ta, nói, đúng vậy a, à, ta trước đó đã biết, biết thân phận của vi trầm uyên, mới ra tay giúp đỡ hắn, ngươi không phải trong lòng đang vô cùng thất vọng. Thất vọng sao lúc trước bản thân không phát hiện ra thân phận của Vi Trầm Uyên đấy chứ? Nói những lời này, Vân Khanh Tuyệt không có một chút gánh nặng tâm lý. Ở kiếp trước, người vươn tay giúp đỡ vi trầm uyên vốn chính là nàng là vi ngưng tử vô liêm sỉ dùng bạc của nàng làm chuyện tốt nên ở kiếp này vân khanh muốn chặt đứt ý nghĩ giúp đỡ của vi ngưng tử nhưng đối với vi trầm uyên mà nói nàng đích xác là ân nhân của hắn không có nàng ra tay tương trợ cũng đã không có tần thị và thành tích của vi trầm uyên như ngày hôm nay lại càng không nói tới cái gì mà nhận lại được thân phận thực sự lại nói hai năm tiếp xúc quan hệ giữa vân khanh và vi trầm uyên đã sớm không còn như lúc trước vì ngưng tử thấy thế nào vân khanh căn bản là không để ý bị vân khanh thẳng thắn thừa nhận như vậy vi ngưng tử ngược lại cảm thấy bản thân đi chỉ trích thật vô nghĩa cho dù vân khanh ngay từ đầu đã biết thì sao chứ cuối cùng vẫn là nàng giúp vi trầm uyên sao lúc trước mình không có vận khí tốt như vậy cũng có thể gặp được một thư sinh nghèo túng lại có thân thế hùng mạnh như vậy vì ngưng tử nghĩ như thế nhưng nàng ta chưa từng ý thức được dựa theo tính cách của nàng ta cho dù có gặp phải một thư sinh nghèo túng với tính cách của mình thì nàng ta chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ giống như vô góp vui an ngọc oánh cũng từ phía khác đi tới ngồi xuống bên cạnh vân khanh cười khanh khách hỏi sao vậy hai người đang nói chuyện gì mà vui thế ngôn ngữ cử chỉ của nàng ta cực kỳ thân thiết một chút cũng nghe không ra trước đó nàng ta từng cùng vân khanh xảy ra xung đột những chuyện phát sinh giữa an ngọc oánh và vân khanh vi ngưng tử đều biết lúc này nhìn thấy an ngọc Quánh biểu hiện như không còn khúc mắc gì ngồi xuống trong mắt nàng ta hiện lên suy nghĩ sâu xa đánh giá vẻ mặt của an ngọc Quánh, nhưng vẫn mỉm cười trả lời ta và vận ninh quận quân ôn chuyện với nhau một chút mà thôi a à, nói như vậy cũng đúng lúc trước hai người cùng ở dương châu bất quá phát sinh chốt chuyện ngoài ý muốn nhưng đó đều đã là quá khứ về sau đến kinh thành tất cả mọi người vẫn là bằng hữu an ngọc oánh vô cùng tốt bụng đứng ra giảng hòa hiềm khích giữa vi ngưng tử và vân khanh hành động này khiến đáy mắt vân khanh lóe lên nụ cười thản nhiên khi thấy cử chỉ của nàng ta vẻ mặt lại trở nên thâm thúy an ngọc oánh nói xong vẫy vẫy tay công nhân lập tức đi tới an ngọc oánh cầm bình nước trái cây đang đặt trên bàn nha hoàn thanh la đứng phía sau nàng ta lập tức tiến lên tiếp nhận, rót nước trái cây màu vàng nhạt ra ba cái chén. Vân Khanh ngửi thấy nước trái cây đang tỏa ra mùi vị thơm nồng, độ cong khóe miệng vẫn mảy may không thay đổi, vi ngưng tử cũng tương tự nhìn nước trái cây kia, đáy mắt lướt nhanh qua tia sáng âm hiểm. An à Ngọc Quánh đặt ba chén nước trái cây lên bàn, thuận tay cầm một chén, nói với Vân Khanh và Vi Ngưng Tử, nào, chúng ta không thể tùy ý uống rượu, Vậy thì uống nước trái cây thay rượu, sau khi uống xong một chén này, bất luận trước kia có hiểu lầm gì, liền xóa bỏ tất cả. Nàng ta nói vô cùng chân thành, hai chồng mắt nhìn Vân Khanh tràn đầy mong chờ, bên trong xem lẫn chút áy náy và sốt ruột, tựa hồ Vân Khanh không cầm chén lên, chính là nàng không đủ rộng lượng, vẫn muốn tính toán chi ly những chuyện trước kia. Còn Vi Ngưng Tử nghe vậy, cũng ngồi vào một bên, thuận tay cầm lấy một chén nước trái cây, cất lời. An tiểu thư đã mở miệng, chén nước này chắc chắn phải uống rồi, sau khi uống xong mọi chuyện đều xem như chưa từng xảy ra. Chưa từng xảy ra, đó là không có khả năng. Vân Khanh thầm nghĩ, trên mặt mang theo vẻ khó xử, nhưng nhìn hai người đều dơ cao cái chén trong tay đang nhìn mình, mà các phu nhân và tiểu thư khác cũng chuyển tầm mắt về phía này. Nàng có chút miễn cưỡng, cưng ngắc mở miệng nói, nếu hai vị tiểu thư đã muốn lấy nước trái cây thay rượu, vậy thì ta cùng hai người uống. Đúng lúc này, Liêu Thúy bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn về phía nàng. An Ngọc oánh hơi hơi cau mày, hỏi, làm sao vậy? Liêu Thúy vẻ mặt thống khổ nói, An Tiểu Thư, chiếc ghế của ngài đang đè lên chân nô tỳ. An Ngọc oánh buông chén nước trái cây trong tay, vội vàng xoay người lại xem, chân ghế của nàng ta quả nhiên đang đè lên mép giày của Liêu Thúy nàng ta vội đứng lên để thanh la di chuyển cái ghế ra một chút lưu thúy mới rút được chân ra kết quả chân lưu thúy bị đè đau vừa rút ra liền không đứng vững trao đảo ngã về phía vi ngưng tử đụng mạnh vào vi ngưng tử khiến nàng ta suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế may mắn nha hoàn phấn ngọc bên cạnh kịp thời đỡ được nàng ta mới tránh khỏi tình huống té ngã chật vật vân khanh nhìn thấy lưu thúy thất lễ như vậy trách mắng lưu thúy em sao lại bất cần như vậy, đi đứng cũng không biết chú ý. Liêu Thúy cúi đầu nói, tiểu thư, thật sự là chân nô tỳ bị đè rất đau, vì tiểu thư, thực xin lỗi. Lúc này đang ở trước mặt mọi người, bà vai vi ngưng tử bị đụng chúng phát đau, thiếu chút nữa đã bổ nhào xuống đất, trong lòng tích tụ oán giận, nhưng cũng không thể bộc phát, nàng ta ra vẻ gượng cười nói, không sao, người cũng do bị ghế của an tiểu thư đè chúng, mới có thể như thế. Mắt thấy Vi Ngưng Tử biểu hiện khoan dung rộng lượng, Lưu Thúy ngoài mặt nói cảm ơn, nhưng trong lòng lại chẳng tin, lúc trước ở Thẩm phủ, nha hoàn Tử Hà rất sợ Vi Ngưng Tử, bất quá nay nhìn thấy người đi theo bên cạnh nàng ta không phải là Tử Hà, e rằng sau khi đến Thiên Việt, nàng ta đã đem nha hoàn của mình bán đi. An ngọc Oánh thấy Vi Ngưng Tử không có việc gì, trong lòng nhớ tới mấy chén nước trái cây, vừa cười vừa chuyển đề tài, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Nào, chúng ta vẫn chưa cụng ly đó nha. Kết quả quay đầu lại thì thấy, ba chén nước trái cây trên bàn đã đổ ngã, tràn ra hết trên bàn. E là vừa rồi lúc Lưu Thúy va phải vi ngưng tử, đồng thời đụng chúng khăn trải bàn, mới khiến nước trái cây trên bàn tràn ra. Vân Khanh cũng tiếc nuối nhìn sang, thở dài, đều đổ ra cả rồi, vậy nước trái cây e rằng không uống được nữa. An Ngọc Oánh vẫy vẫy tay, không thèm để ý nói, không có việc gì. Nào, Thanh La, lấy một bình nước trái cây khác tới cho ta, chúng ta lại cùng cạn chén. Thanh La dựng lại ba cái chén trước mặt ba người, sau đó lại lấy một bình nước trái cây mới rót đầy ba chén. Vân Khanh thấy nàng ta kiên trì như thế, cũng không đùn đẩy nữa, bưng chén nước lên sảng khoái uống cạn, An Ngọc Oánh nhìn nàng uống xong nước trái cây, nụ cười nơi khóe miệng mang theo một tia quỷ dị khách nữ bên này vô cùng náo nhiệt khách nam bên kia cũng náo nhiệt tương tự chẳng qua cảnh tượng náo nhiệt đó đập vào trong mắt cảnh hữu thần lại trở thành châm chọc đến giường nào hắn ta ngồi trong một góc khuất một ly lại một ly uống rượu giải sầu chỉ đành cảm thán hôm nay sao hắn lại xui xẻo như vậy không chỉ khiến chức vị tam phẩm thị lang không còn vốn tước vị vĩnh nghị hầu chắc chắn có thể tới tay cũng trở nên tràn đầy nguy cơ nhìn người đang bị đám đông vây quanh liên tục nhận được lời khen tặng của mọi người vi trầm uyên lồng ngực cảnh hữu thần giống như bị tảng đá đập trúng rượu càng uống càng nhanh trong đầu một mảnh mông lung mơ màn mãi đến khi một tiếng thét chói tai truyền đến thì hắn mới từ trong ý thức mông lung tỉnh lại chương 302, bắt gian tại trận một vân khanh sau khi uống chén nước trái cây kia lại cùng vi ngưng tử an ngọc oánh ngồi trò chuyện một lúc không bao lâu Nàng liền giơ tay lên chống đầu, đôi mi thanh tú nhíu lại, hơi hơi lắc đầu. An Ngọc Oánh thấy vậy, ân cần hỏi han, "Làm sao vậy? Có phải đau đầu hay không?" Vân Khanh sắc mặt khó chịu, khoát tay áo nói, "Không sao, chắc là do bị gió lớn thổi trúng nên có hơi choáng váng, ngồi một lát sẽ tốt thôi." Nghe nàng nói như vậy, trên mặt An Ngọc Oánh tràn đầy trách cứ, "Nếu như bị gió thổi, nhất định sẽ nhiễm lạnh." ngươi vẫn nên tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ nhờ mẫu thân mời thái y tới xem cho ngươi. Thế này thì phiền an tiểu thư quá, chỉ là bị gió thổi lạnh một chút mà thôi, ta nghỉ ngơi một lát sẽ tốt ấy mà. Vân Khanh tỏ vẻ không cần phải phiền toái như vậy, nhưng An Ngọc Oánh lại vô cùng chắc chắn nói, ngươi đừng xem thường chứng cảm lạnh này, nếu để lâu, bệnh sẽ trở nặng, tốt nhất vẫn nên tới phòng nghỉ ngơi dành cho khách nằm một lát rồi mời Thái Y lại xem sẽ an tâm hơn. Nàng ta lại lần nữa cường điệu, vì ngưng tử liếc mắt nhìn An Ngọc Oánh, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, quay đầu nói với Lưu Thúy, còn không nhanh đỡ tiểu thư của ngươi đi xuống nghỉ ngơi, cẩn thận kẻo cơ thể nhiễm bệnh. Lưu Thúy thấy Vân Khanh đã đau đầu đến mức nói chuyện cũng không được, liền vội vàng đỡ Vân Khanh đứng lên, vì ngưng tử đỡ bên còn lại của Vân Khanh, An Ngọc Oánh đi phía trước dẫn đường. Bên ngoài đại điện hoàng cung, có công nhân đã đứng sẵn đợi hầu hạ, cũng chuẩn bị sẵn vài gian phòng, chủ yếu để phòng ngừa một số đại thần và mệnh phụ phu nhân lớn tuổi, lúc ở trong cung cảm thấy không khỏe thì dùng làm chỗ để nghỉ ngơi, vì là trường hợp đặc biệt, cho nên cách đại điện cũng không xa lắm, đi qua một đoạn hành lang dài, liền có thể nhìn thấy ba dãy phòng song song trong một tiểu viện nhỏ dùng để nghỉ ngơi, bên cạnh là cây cối xanh um tươi tốt nhìn từ xa chỉ thấy thấp thoáng những gian phòng an ngọc oánh dẫn vân khanh đến phòng ngoài cùng bên trái để nằm nghỉ lại sai lưu thúy và thanh la trải giường đỡ vân khanh vào nghỉ tạm sau đó bảo lưu thúy ra ngoài chờ đừng ảnh hưởng tới vân khanh nghỉ ngơi lưu thúy gật đầu theo an ngọc oánh và vi ngưng tử ra ngoài sau khi đóng ký cửa lại liền đứng ngay ngắn trước cửa an ngọc oánh sâu xa liếc nhìn lưu thúy một cái liền ngỏ ý muốn tách ra với vi ngưng tử nàng ta muốn đi mời thái y tới xem bệnh cho vân khanh vì ngưng tử sau khi nghe được đương nhiên bảo an ngọc oánh đi sớm về sớm mà nàng ta cũng muốn quay trở lại chính điện đợi bên này có động tĩnh thì lập tức dẫn mọi người tới xem náo nhiệt đến lúc đó nàng ta không cần hao phí một chút khí lực cũng có thể nhìn thấy bộ dáng thân bại danh liệt của vân khanh liêu thúy đứng trước cửa canh giữ được một lúc thì thấy một tiểu thái giám đi tới hành lễ nói với nàng xin hỏi có phải là cô nương Lưu Thúy bên cạnh vợ Ninh Quận Quân không? Lưu Thúy gật đầu, có chuyện gì không? Là như vậy, An Tiểu Thư đã mời Thái Y tới rồi, nhưng giữa đường có việc phải quay về Yến Tiệc, nên sai nô tài lại đây mời cô nương qua đó. Tiểu Thái Giám Lưu Loát nói. Lưu Thúy khó xử liếc nhìn vào trong phòng, cau mày nói, Tiểu Thư nhà ta vẫn còn nằm nghỉ bên trong, nếu ta rời đi. Sẽ không có ai hầu hạ ở đây tiểu thái giám nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói, nếu cô nương không ghét bỏ nô tài, nô tài có thể giúp cô nương canh chừng một lát, sau khi cô nương dẫn thái y tới, nô tài mới rời đi. Liều Thúy ngó quanh một hồi, ra vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, vậy ngươi hãy trông chừng cẩn thận, đừng để cho người khác vào quấy giày tiểu thư nhà ta. Cô nương yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu thái giám cam đoan, lưu thúy lúc này mới đi về phía mà hắn vừa chỉ thân ảnh của lưu thúy vừa biến mất sau vườn hoa từ một phía khác liền xuất hiện một bóng người khiêng bao gì đó tới trước cửa phòng vân khanh nhanh lên một chút người đi rồi các ngươi vào mau lên tiểu thái giám đứng canh liên tục thúc giục mở cửa để người kia cõng thứ gì đó đặt lên giường thuốc này hạ cũng thật mạnh ép buộc như vậy cũng không tình bóng đen vừa thả người vừa mở miệng chiêu chọc chỉ thấy nằm trên giường là một cô nương đang đắp chăn hai mắt nhắm chặt ngủ rất say ngay cả có người xuất hiện bên cạnh nàng đặt xuống giường thứ gì đó nàng cũng không tỉnh giấc được rồi đợi lát nữa phát tác ngươi thừa nhịp hỗn loạn nhanh chân rời khỏi cẩn thận có người đến nhìn thấy ngươi thì toi đời tiểu thái giám gật gật đầu thấy vân khanh vẫn chưa tỉnh hắn cũng không mấy lo lắng về vân khanh chỉ sợ bên ngoài có người đột nhiên phát hiện liều mạng thúc giục bóng đen kia đồng thời nhìn giáo giác ra bên ngoài canh chừng người nọ nhanh chóng an bày xong mọi chuyện cuối cùng vỗ hai tay thở dài tốt lắm xong tất cả rồi đi chúng ta đi nhanh lên tránh để người ta phát hiện hai người xoay người lại muốn ra ngoài đột nhiên gáy bị đánh một cái cả hai ngất xỉu ngã lăn ra đất vân khanh từ trên giường ngồi dậy cảnh giác nhìn người đột nhiên xuất hiện trong phòng dĩ nhiên là ngự phượng đàn, nàng thấy đi theo phía sau hắn là một thị vệ mặc trang phục đen, trên vai còn vác theo một người. Sao thế tử lại tới đây? Ở trong kế hoạch của Vân Khanh, vốn không có sự xuất hiện của ngự phượng đàn, lúc này hắn đột nhiên xuất hiện trong phòng, phía sau còn đi theo một người, điều này làm cho nàng rất kinh ngạc. Đôi mắt phượng hẹp dài của ngự phượng đàn bắn ra tia sáng như ngọc, nhưng cũng xen lẫn hàn ý rét lạnh, bước đến trước mặt Vân Khanh, một tay kéo nam tử đang để trần nửa thân trên nằm bên cạnh Vân Khanh, "Ta đương nhiên phải đến, không đến, vừa kịch bắt gian tại trận con gì là đặc sắc nữa." Hắn nói xong, quay đầu nói với thị vệ mặc trang phục đen phía sau, "Dịch Kính Thương, mau quăng nữ nhân kia lại nằm với tên này cho ta." Vân Khanh nhìn sang, người Dịch Kính Thương vác trên vai chính là Vi Ngưng Tử, lúc này sắc mặt nàng ta đã bắt đầu có chút phiếm hồng, cả người bắt đầu bất an động đậy trong miệng phát ra vài tiếng ngâm khẽ như có như không, chính là phản ứng của loại dược mà vừa rồi ở trong đại điện An Ngọc Oánh đã hà. Lúc ấy Liêu Thúy cố ý lén nhét giày dưới ghế ngồi của nàng ta, là không muốn nàng uống thứ nước trái cây mà An Ngọc Oánh cố tình mời, cho nên mới cố ý hấp dẫn sự chú ý của các nàng, sau đó giả vờ té ngã đánh đổ nước trái cây trên bàn, mà nàng thừa lúc hỗn loạn, nhanh tay đổi cây chén của mình với vi ngưng tử hận ý của An Ngọc Oánh đối với nàng, Vân Khanh tất nhiên biết rõ, nàng ta giả mù sa mưa muốn mời nàng uống nước trái cây để giảng hòa. Hơn nữa sau khi đánh đổ chén nước còn kiên trì như vậy, nhất định có ý đồ mà nước trái cây được rót đều cho ba người, không có phát hiện ra điểm khác biệt, vậy điểm khác nhau duy nhất chính là chén nước rồi. Vân Khanh nghe hắn nói, liền biết những chuyện diễn ra trong đại điện vừa rồi ngự phượng đàn đều biết vi ngưng tử uống chén nước trái cây kia lúc này thuốc đã bắt đầu phát tác bị ngự phượng đàn sai người lén bắt lại đây thế từ chuẩn bị làm như thế nào đương nhiên là phải diễn càng hăng càng tốt trong đôi mắt ngự phượng đàn lý lóe ra tia sáng lạnh lẽo nụ cười nơi khóe miệng không có ý tốt vân khanh vừa nhìn liền biết chuyện hắn làm tiếp theo chắc chắn không phải việc tốt lành gì rồi ngự phượng đàn sai người đặt vi ngưng tử nằm lên giường với cảnh hữu thần Vĩ ngưng tử vừa được đặt lên giường, liền không an phận sửa soạn bên cạnh mình, bắt được cánh tay của cảnh hữu thần. Nàng ta tựa như người nhịn khát đã lâu vừa tìm thấy nguồn nước, lập tức sắp lại gần. Động tác này của nàng ta, Vân Khanh chỉ dừng dưng liếc nhìn một cái, trong lòng cười lạnh, còn ngự phượng đàn thì đôi mắt hẹp dài nhíu lại, trong nháy mắt dâng đầy sát khí, nếu không phải Vân Khanh thông minh, không rơi vào tủ đoạn hãm hại bần thiểu này nay người đang dán vào cảnh hữu thần kia chính là nàng rồi dịch kính thương sau khi đặt hai người bọn họ nằm cùng nhau rất nhanh liền ẩn mình trong bóng đêm dường như biến thành không hình không ảnh rất khó phát hiện hành tung của hắn lúc này ngựa phượng đàn cũng mở miệng nói với vân khanh hai người kia nàng đều rất chán ghét phải không vân khanh hơi hơi nhíu mày đôi mắt trong suốt sáng lên thật sự không thích đối với cảnh hữu thần ở đời này dường như vì một nguyên nhân gì đó mà hắn không cố ý tiếp cận nàng hãm hại nàng nhưng cảm giác khó chịu theo bản năng này vẫn tồn tại trong lòng vân khanh còn về vi ngưng tử nàng ta đã bày ra đủ loại thủ đoạn để hãm hại nàng những chuyện xảy ra ở thẩm gia là chứng cứ xác đáng nhất cho thấy điều này nàng muốn thích nàng ta cũng không thích nổi nào đến đây phát tiết một chút đi ngự phượng đàn nắm lấy cổ tay vân khanh đi đến trước giường nhìn bộ dáng vi ngưng từ đang không ngừng dính sát vào cảnh hữu thần cỏ cỏ, đáy mắt hiện lên sự chán ghét vô cùng, nhưng hắn càng chán ghét cảnh hữu thần hơn. Phát tiết như thế nào? Vân Khanh Kỳ thật cũng không ngượng ngùng, dù sao nàng cũng là nữ tử đã kết hơn, ánh mắt hơi dịch chuyển, không nhìn thẳng hai người trên giường, ngược lại nhìn hai trong mắt lóe lên tia sáng xấu xa của ngư phượng đàn. Thế tử chẳng lẽ muốn ta tát vi ngưng từ vài cái? Vậy thì không tốt cho lắm để người ta nhìn thấy trên mặt nàng ta có vài dấu tay, nhất định sẽ nghi ngờ. Tát làm gì cho mệt, ta chỉ nàng, phải đánh như thế này nè. Ngự phượng đàn đạp cảnh hữu thần một cước, làm mẫu cho Vân Khanh xem, đá những chỗ khó thấy là được rồi. Vân Khanh nhìn hai người trên giường, nói thật, nàng đã sớm muốn đá vi ngưng từ mấy cái, nghĩ nghĩ, nàng nâng chân lên đạp mạnh trên đùi nàng ta hai cú, lại ở trong lòng thầm mắng, cho ngươi hại Mặc Ca Nhi, Hiên Ca Nhi nề. Những cái khác thì nàng không thèm so đo, thế nhưng nàng ta còn muốn hại Mặc Ca Nhi và Hiên Ca Nhi, nàng ta thực sự thâm độc đến hết thuốc chữa rồi. Ngự Phượng đàn sau khi thấy Vân Khanh đá hai cái, thầm nghĩ, Khanh Khanh thật khả ái, nhưng đá như vậy chẳng có ảnh hưởng gì lớn, bất quá nàng đã đá là được rồi, có phải cảm thấy xả được giận rồi hay không? Vân Khanh gật đầu, trực tiếp đá hai cái quả thực có hiệu quả hơn so với tát miệng mấy cái. Trong lòng thật sảng khoái, nàng vừa muốn mở miệng, đôi mắt ngử phượng đàn nhíu lại, bỗng nhiên di chuyển, nắm lấy cổ tay nàng, vội kéo nàng tiến vào nút sau tấm bình phong. Tiếp theo liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Bên kia, Lưu Thúy dựa theo phương hướng mà tiểu thái giám chỉ, đi đến giữa đường, quả thật nhìn thấy thái y, nhưng ngoại trừ thái y, còn có các vị phu nhân khác, bọn họ đều là giữa đường nghe được Vân Khanh không thoải mái, muốn cùng nhau tới thăm nàng. liều Thúy tiến lên hành lễ, sau đó nói, An Tiểu Thư, Nô Tỷ đã tới rồi. An Ngọc Oánh cười đáp, ta xong việc rồi, đã phiền người chạy tới đây một chuyến, người mau đi trước dẫn đường, để bọn ta tới thăm Tiểu Thư nhà người. Liêu Thúy nhìn nhìn nàng ta, trao mày, vừa nãy thì bảo nàng lại đây dẫn đường cho Thái Y, hiện tại lại không có việc gì, thật sự là thích hành hạ người khác mà. Lúc về tới trước cửa phòng, Lưu Thúy lập tức tiến lên, nhìn thấy tiểu thái giám vừa nãy đã không còn canh trước cửa, trong đôi mắt lướt nhanh ý cười xem thường, nhưng trên mặt lại hiện lên sự nôn nóng vội vàng đầy cửa ra, tiểu thư, tiểu thư, thái y đến rồi. Tiếp đó mọi người chỉ nhìn thấy sau khi Lưu Thúy đi vào, tiếp theo trong phòng liền truyền ra tiếng thét chói ta, vẻ mặt nàng đỏ bừng chạy ngược trở ra, trong miệng hô to, Ta cái gì cũng chưa nhìn thấy a. À. Trên mặt An Ngọc Oánh hiện ra tia vui mừng, giả vờ lo lắng nắm lấy Lưu Thúy, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, tiểu thư nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Lưu Thúy lắc đầu, mặt đỏ tay hồng không chịu trả lời, bộ dáng nàng như vậy, càng làm cho An Ngọc Oánh chắc chắc bên trong khẳng định đã dựa theo kế hoạch mà nàng ta đã sắp xếp, diễn ra chuyện vụng trộm không dám cho người khác biết. Đồng thời vài vị phu nhân đi theo phía sau lúc này đã nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh mà các bà rất quen thuộc. Nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đáy mắt tràn ngập tò mò bước chân vào cửa phòng. Sau khi đẩy cửa ra, tình cảnh trước mắt làm cho bọn họ sợ ngây người. Trong đó có cả uy vụ tướng quân phu nhân cũng đi theo góp vui. Bà ta trợn to đôi mắt ti hí của mình, nhìn nữ nhân nửa thân trên để trần lộ ra bả vai và đùi đang dính chặt lấy một nam tử nằm trên giường khôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra thỏa mãn cỏ sát lồng ngực của nam tử, mà nam nhân kia cũng đồng dạng toàn thân trần trụi, đang ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng ta. Đây là rõ ràng là một bức xuân cung đồ sống a. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 303, bắt gian tại trận 2. Bà ta sau khi chớp mắt định thần lại, lập tức xông lên phía trước, trực tiếp kéo vi ngưng tử ra, hung hăng cho nàng ta một bạt tay. Cái tát này vô cùng vang dội khiến vi ngưng tử đang trong trạng thái mơ hồ dần dần tỉnh lại. Đầu tiên nàng ta mở to đôi mắt long lanh, mơ màng nhìn vi phu nhân trước mặt, kêu, nghĩa mẫu. Vi phu nhân chỉ cảm thấy mặt mũi đều bị nghĩa nữ này làm cho mất sạch. Lần đầu tiên dẫn nàng ta vào cung tham dự yến tiệc, đã nôn nóng cùng người khác tặng tiệu với nhau, còn làm ẩm ĩ khiến mọi người đều biết. Việc này bảo bà ta về sau còn mặt mũi đâu mà ra đường gặp người nữa chứ vừa vội vừa giận, xấu hổ nói, ngươi còn không nhanh mặc quần áo vào cho ta. Bị giống như vậy, vì ngưng tử cũng đã nhận ra tình huống có gì đó không đúng, gắt gao nháy mắt một cái, nhìn thấy vẻ mặt vi phu nhân vừa tức giận vừa xấu hổ trộn lẫn vào nhau, biểu tình thay đổi liên tục đến vặn vẹo cả cơ mặt, thêm vào đó cảm giác trên cánh tay chợt lạnh, nàng ta cúi đầu nhìn, thì thấy mình và một nam nhân đang nằm chung với nhau, nàng ta vội gục đầu la lên, lôi kéo tấm chăn liều mạng che chắn phần cơ thể đang lộ ra của mình, nhìn vi phu nhân, trong hai tròng mắt lập tức ngưng tủ thành những hạt trâu trong suốt. Khóc nói, nghĩa mẫu, nữ nhi không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa rồi con cùng an tiểu thư đưa thầm tiểu thư đến nơi này nằm nghỉ, sau đó con liền quay trở về, con không biết sao mình lại xuất hiện ở đây, người biết con không phải loại nữ nhân như thế. Có to gan đến mấy cũng không dám làm sằng làm bậy trong hoàng cung việc này nhất định là có người hãm hại con vì ngưng tử vừa khóc vừa giải thích vi phu nhân thật sự cảm thấy vô cùng mất mặt bà ta có thể cảm nhận được các phu nhân trang phục hoa lệ đang đứng bên ngoài trong mắt bọn họ đều hiện rõ hai chữ hèn mọn đê tiện tuy rằng cảm thấy việc này có chút kỳ quái nghĩa nữ của mình làm người thông tuệ không phải loại hồ đồ nông nổi nhưng hiện tại trước mắt không phải là lúc điều tra chân tướng vi phu nhân nói ngươi hãy mau mặc y phục vào rồi nói xong đúng lúc này tiếng thét chói tai vang lên khi nãy đã hấp dẫn các vị phu nhân và tiểu thư khác tụ tập lại đây bọn họ nhìn thấy lý lão thái quân được nha hoàn đỡ đi tới theo sau bà là một đoàn người vừa tới nơi liền trông thấy nam nhân đang ngủ say sưa trên giường quả nhiên không phải ai khác chính là cảnh hữu thần bà tức giận bước chân nhanh hơn ngày thường da mặt run run nắm quả trượng trong tay đánh về phía nam tử đang nằm trên giường khiến cảnh hữu thần đang trong men say toàn thân đầy mùi rượu trực tiếp mùi bật dậy hai mắt trợn to mơ màng nhìn phía trước ai đánh ta hắn ta lười biếng mở miệng hỏi một câu kết quả là lưng hắn bị ăn thêm một gậy của lý lão thái quân tất cả cảm giác say vừa rồi bị đánh bay không còn một mảnh nhìn thấy mọi người vây xung quanh trước mặt lại cúi đầu phát hiện bản thân không một mảnh vải che thân nửa người dưới chỉ có một tấm chăn mỏng che hờ, hắn ta cả kinh nắm y phục che lại thân thể, hô to, mẫu thân, ta không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao ta lại ở chỗ này? Hắn rõ ràng là đang uống rượu, thái giám đứng phía sau liên tục rót rượu cho hắn, hắn uống đến mơ hồ, sau đó phát sinh cái gì cũng không nhớ rõ. Ngươi! Lý Lão Thái Quân nhớ tới việc hôm nay cảnh hữu thần huyên náo ở trên đại điện, lúc này lại bắt gặp hắn nằm đây, ở trong hoàng cung mà dám thông đồng với nữ nhân, hơi thở trong ngực đứt quãng, dường như sắp không chịu đựng được, bà hít vào một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, nhanh mặc y phục vào cho ta. Lúc nói những lời này, vì phu nhân cũng nhìn Lý Lão Thái Quân, hiển nhiên cả hai đều nhìn ra suy nghĩ của nhau từ trong mắt đối phương, chính là không tin nghĩa nữ của mình lại cùng con vợ kế làm ra những chuyện xấu hổ như vậy. Trong lòng hai người cũng hoài nghi chuyện hôm nay là do có người sắp xếp. Các phu nhân đang vây xem thấy Lý Lão Thái Quân đã lên tiếng, đều đồng loạt lui ra sau cửa, cảnh hữu thần qua loa mặc y phục vào, liền vội vàng chạy ra ngoài, để cho vi ngưng tử ở bên trong chỉnh đốn lại xiêm y. Thật sự là một trạng nguyên yến đặc sắc, vậy mà lại xảy ra những chuyện thế này. Có phu nhân thở dài, còn Lý Lão Thái Quân thì gắt gao nắm quải trưởng, cùng đợi người ở bên trong mặc y phục gọn gàng đi ra. Một lát sau, Vi phu nhân từ bên trong mở cửa ra, y phục trên người vi ngưng từ đã tươm tất chỉnh tề, mái tóc một lần nữa được búi lên, nhưng trên mặt không có phấn son, khiến thần sắc nàng ta trông càng thêm ảm đạm, còn có vẻ tái nhợt. Lý lão thái quân tức giận cả người phát run, đứng cũng đứng không vững, dưới sự dìu đỡ của nha hoàn ngồi xuống ghế chủ vị trong phòng, ánh mắt nhìn cảnh hữu thần và vi ngưng từ lạnh như băng, giọng nói lạnh lùng cất lên hai người các ngươi nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người nghe xong đều hiểu lý lão thái quân làm vậy là không muốn sự việc truyền đến tai hoàng hậu và minh đế trong lúc này bà muốn xử lý ổn thỏa trước với những người đang có mặt chứng kiến tất cả thay vì mạnh mẽ áp chế ngược lại sẽ càng khiến mọi việc thêm huyên náo không bằng cho bọn họ chứng kiến ngược lại mới có thể lấy lại trong sạch cho cảnh hữu thần và vi ngưng tử Cảnh hữu Thần tuy rằng vừa mới chỉnh trang lại, nhưng trên vạt áo quan vẫn còn lưu lại nhiều nếp uốn, thoạt nhìn vẫn vô cùng chật vật, hắn mang theo nghi hoặc, cố gắng nhớ lại, mẫu thân nhi từ ngồi trong điện uống rượu, uống mãi liền cảm thấy hơi ngà ngà say, trong đầu mơ mơ màng màng, cũng không biết làm sao lại đến được nơi này. Nguyên nhân hắn ta uống rượu giải sầu, mọi người ở đây đều biết, đùng một cái bị giáng xuống bốn cấp, đối với cảnh hữu Thần đường làm quan đang rộng mở, Đương nhiên là đả kích rất lớn, huống chi lại từ đâu xuất hiện một đối thủ mạnh mẽ có nguy cơ giành mất tước vị vốn là của hắn. Ánh mắt Lý lão thái quân lạnh như băng nhìn hắn, hắn là một trong những đứa xuất sắc nhất trong đám con vợ kế, hôm nay lại ở trên điện tố cáo trạng nguyên, kết quả cáo trạng không thành, còn hại bản thân bị giáng cấp, nào biết hắn liền thiếu kiên nhẫn như vậy, một mình ngồi uống rượu giải sầu, đây không phải là tạo cơ hội cho người có tâm cơ thực hiện mưu kế sao? Bà từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, lại quay sang nhìn vi ngưng tử, nàng ta đang ngồi trên ghế phía bên kia cúi đầu khóc dấm dứt, trong ánh mắt bà mang theo nghi ngờ, hỏi, vi tiểu thư, vậy ngươi có thể nói trước đó trong phòng này đã xảy ra chuyện gì hay không? Vi ngưng tử cúi đầu, trong lòng nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó, nàng ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đáy mắt lóe lên tia hung ác nham hiểm, trái lo phải nghĩ, phải nói như thế nào, mới là có lợi cho mình nhất vì phu nhân thấy nàng ta vẫn không ngừng đầu nói chuyện, nghĩ đến nàng ta là một cô nương, gặp phải chuyện như vậy, nếu trước mặt nhiều người phải thuật lại những chuyện đã xảy ra, cũng thật sự là khó xử, bèn thân thiết bước tới gần nàng ta, ôm nàng ta an ủi, ngưng tử, nói cho nghĩa mẫu biết, trước đó đã xảy ra chuyện gì. Còn nói ra, nghĩa mẫu mới có thể tìm được người đã hại con. Về phần An Ngọc Oánh đứng ở ngoài cửa chứng kiến tất cả trong mắt vẫn còn lưu lại sự kinh ngạc vô cùng. Nàng ta rõ ràng là sai người chuốc say cảnh hữu thần, sau đó đưa đến đặt chung với thẩm vân khanh. Đến lúc đó nàng ta quay lại, sẽ để mọi người bắt gian tại trận hai người bọn họ. Hôm nay trên đại điện, Vi Trầm Uyên và cảnh hữu thần chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch của nhau. Mà Vân Khanh lại qua lại khá thân thiết với Vi Trầm Uyên, chỉ cần thẩm Vân Khanh giang díu với cảnh hữu thần, thì không thể không gà cho cảnh hữu thần, cứ như vậy, vừa có thể trừ đi thiện ý của Cần Vương Thế Tử đối với Vân Khanh, lại có thể khiến cuộc sống sau này Vân Khanh và cảnh hữu thần vì vi trầm uyên mà phát sinh khe hở, mâu thuẫn giữa bọn họ sẽ càng thêm gay gắt. Nhưng, vừa rồi những gì nàng ta chứng kiến, lại là vi ngưng tử cùng cảnh hữu thần. Nhất định nàng ta đã tính sai bước nào đó rồi. Bên phía vi ngưng tử suy nghĩ xoay chuyển nhanh hơn an mọc quánh vài nhịp, nàng ta không chỉ nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó. Y nghĩ đan sen, cũng cùng lúc nhớ lại khi An Ngọc Quánh mời mình uống nước trái cây đã ngầm ra hiệu với mình, muốn mình không chọn một ly trong số đó, rồi kế tiếp, liền phát hiện chân lưu thúy bị kẹt dưới ghế. Thời điểm lúc đó, lực chú ý của mọi người đều đổ dồn vào lưu thúy, cái ly chắc chắn đã bị hoán đổi. Lập tức vi ngưng tử hiểu ra tất cả, gì mà kẹt chân, choáng váng đầu, tất cả đều là quỷ kế của thẩm vân khanh người tâm tư sâu xa không lường được như nàng ta, làm sao có thể tùy tiện uống nước trái cây ăn mọc quánh đưa tới, huống chi lúc đó còn có mặt mình. Vì ngừng tử oán hận cắn răng, chỉ hận bản thân mình phản ứng quá chậm, lúc này mới nghĩ thông suốt tất cả, chẳng qua. Nàng ta ngừng đầu nhìn An Mộc Oánh đứng bên cạnh Ninh Quốc Công Phu Nhân, đáy mắt lóe lên tia sáng âm trầm, nay chuyện tới nước này cho dù có tìm ra chủ mưu đứng phía sau thì trong sạch của nàng ta cũng đã bị hủy. An Ngọc Oánh, về sau mình còn có cơ hội để trả thù. Hiện tại, việc cần làm là phải dốc hết sức lôi Vân Khanh vào vụ này. Vì thế Vi Ngưng Tử thay lại bộ dạng nhu nhược vô tội, ngẩng đầu nhìn Lý Lão Thái Quân, mang theo vẻ bàng hoàng luống cuống, nước mắt nối đuôi nhau rơi tí tách nói, nghĩa mẫu, Lý Lão Thái Quân, Ngưng Tử không biết mình tại sao lại ở chỗ này, ta chỉ biết lúc ở trong điện, sau khi cùng thầm tiểu thư uống chén nước trái cây, nàng liền nói đầu choáng váng. ta thấy nàng có vẻ không khỏe. an tiểu thư cũng thấy nàng đau đầu, nên đề nghị mang nàng đến nơi này nghỉ ngơi. an tiểu thư thì đi mời thái y. ta liền giúp nha hoàn của thầm tiểu thư đỡ nàng ấy vào trong nằm. sau đó, chuyện sau đó ta đã không nhớ được gì nữa. mọi chuyện an tiểu thư có thể làm chứng. nàng nói xong, hai mắt đẫm lệ hướng về phía an ngọc oánh liếc mắt một cái. An Ngọc Oánh vừa rồi còn bất an lo lắng, lúc này nghe thấy lý do thoái thác kia, lại bắt được ánh mắt của Vi Ngưng Tử. Nàng ta đã bình tĩnh lại, xem ra, Vi Ngưng Tử tính đổ mọi chuyện người lên người Thẩm Vân Khanh, chuyện có thể làm cho Thẩm Vân Khanh thân bại danh liệt, nàng ta đương nhiên nguyện ý làm. An Ngọc Oánh từ sau lưng Ninh Quốc công phu nhân bước ra, xác nhận nói, đúng vậy, lúc ấy sau khi ta cùng Vi Tiểu Thư mang Thẩm Tiểu Thư tới nơi này, liền nói với các nàng, hiện tại ta đã mời thái y đến người vẫn còn đang ở bên ngoài việc nàng ta đi mời thái y có vài vị phu nhân biết được bọn họ cũng đang có mặt ở đây đều đứng ra làm chứng cho nàng ta lý lão thái quân nhìn thoáng qua chung quanh khuôn mặt thắt lại giọng nghiêm túc hỏi các ngươi có ai thấy được vận ninh quận quân không mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lúc này mới phát hiện từ lúc mọi chuyện xảy ra đến bây giờ sao vẫn chưa thấy bóng dáng của vị quận quân này? Chẳng lẽ nàng ta thật sự cố ý giả bộ bất tỉnh, sau đó dụ vi ngưng tử tới nơi này, nhét vào trên giường với cảnh hữu thân? Chuyện này cũng không phải không thể xảy ra, dù sao những chuyện phát sinh giữa vi ngưng tử và thẩm phủ khi còn ở Dương Châu, cũng có một số người biết được. Hơn nữa cảnh hữu thân vừa rồi còn xảy ra tranh chấp với vi trầm uyên, hai người kia rõ ràng đều không chung đường với Vân Khanh nay lại không thấy bóng dáng vị quận quân kia đâu chẳng lẽ là sau khi hại người đã lén trốn ở chỗ nào không dám xuất hiện rồi chăng an ngọc oánh thấy những người có mặt đang tìm kiếm vân khanh biết trong lòng các nàng nhất định đã nảy sinh hoài nghi liền cố ý nhìn lướt qua một vòng phát hiện vân khanh thật sự không biết đi nơi nào lập tức chỉ vào chỗ lưu thúy đang đứng hô mọi người xem đó là nha hoàn thân cận của thầm tiểu thư nàng khẳng định biết tiểu thư nhà mình ở nơi nào Liều Thúy chỉ tham dự phần đầu của kế hoạch, phần sau lúc ngự phượng đàn xuất hiện, nàng không hay biết, lúc này nhìn thấy vi ngưng tử và cảnh hữu thần cùng nằm trên giường, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng đi theo bên cạnh Vân Khan hai năm cũng học được chút kiến thức, hiện tại tố chất tâm lý mạnh hơn xưa nhiều. Sau khi nghe thấy An Ngọc Oánh và Vi Ngưng Tử hùa nhau nói dối, trước khi bị An Ngọc Oánh điểm tên, nàng đang suy nghĩ xem rốt cuộc tiểu thư đang ở đâu, vì chắc chắn nàng sẽ bị kêu ra xét hỏi. Cho nên, lúc này nàng vô cùng chấn định hành lễ với các vị phu nhân rồi trả lời. Vận ninh quận quân bị đau đầu nên vào nằm nghỉ một lát, sau đó cảm thấy đỡ hơn một chút, nên đã ra hoa viên tản bộ. Tản bộ, nàng tản bộ tại sao không mang theo ngươi? An Ngọc Oánh cười lạnh nói. Liêu Thúy mở to hai mắt, vô cùng khó hiểu nói, không phải An Tiểu Thư sai người tới truyền lời, bảo nô tỳ thay ngài đi đón ngự y à? quận quân không đành lòng phụ ý tốt của ngài mới để cho nô tỳ rời đi giỏi cho một con nha đầu nhanh miệng an mọc oánh cắn răng gật đầu cười lạnh nói tốt lắm thanh la ngươi cùng công nhân đi hoa viên tìm vận ninh quận quân nhất định phải tìm cho ra nàng đứng ở phía sau tấm bình phong vân khanh nghe lời những người đó nói trong lòng cười lạnh không thôi vì ngưng tử này thật sự là lúc nào cũng không quên tha nàng xuống nước hiện tại nàng trốn ở chỗ này một câu cũng không thể nói càng không thể đi ra ngoài chứng minh cái gì chỉ có thể mặc nàng ta gán tội danh lên người mình ngự phượng đàn nhìn vân khanh đang trong vòng tay hắn đôi đồng từ tản ra sự rét lạnh rung người trong đôi mắt hẹp dài cũng bắn ra tia sáng âm lãnh cánh tay hơi hơi buộc chặt cảm nhận được áp lực hai bên trái phải vân khanh áp chế lạnh ý trong ngực ngước mắt nhẹ giọng hỏi như thế nào đi ra ngoài nàng nay đã bị lôi vào trong cuộc tất nhiên không thể đứng ở trong này thong thả xem kịch hay được. Đúng lúc này, một con nhện lông tơ đen óng nhả sợi nhảy từ trên xuống, đáp trên vai ngự phượng đàn, Vân Khanh từ nhỏ sợ nhất chính là những con vật có lông này, đôi mắt nhất thời trợn to, một tiếng hô nhỏ theo trong cổ họng tràn ra. Ngự phượng đàn lập tức che miệng của nàng, cánh tay còn lại thì vươn món trỏ đặt trên môi nàng, ra dấu suy. Vân Khanh yên lặng gật đầu, Vừa rồi nàng bất ngờ bị dọa sợ, mới có thể hô lên, nếu để người khác phát hiện bọn họ ở trong này, vậy chính là tự thừa nhận tội dạnh bị giá hòa kia rồi. Cùng lúc đó, có người hô, ai trốn ở nơi đó. Chương 304, mệnh phu thê 1. Cùng lúc đó, có người hô, ai đang núp ở đó. Đôi đồng tử của Vân Khanh co lại, toàn thân trở nên khẩn trương, nếu để người ta phát hiện nàng cùng Ngự Phượng đàn ở trong này, chưa nói đến vừa rồi vi ngưng tử và cảnh hữu thần biểu diễn một màn xuân cung đồ sống nàng là nhi nữ chưa xuất giá mà lại xuất hiện ở chỗ này đã là cực kỳ không ổn hơn nữa vi ngưng tử sẽ cố hất chậu nước bẩn này vào người nàng như vậy thì người bị hại vẫn sẽ là người bị chê trách mà chủ mưu lại đứng bên ngoài xem kịch hay nhưng thấy ngự phượng đàn thần thái tự nhiên toàn thân không có nửa điểm khẩn trương nhàn nhã tự tại như đang dạo chơi trong hoa viên sau khi nghe thấy có người hô, một tay búng văng con nhện đen nhỏ đã khiến cho Vân Khanh khủng hoảng ra, tay phải vừa nhấc, con vật nhỏ nhanh chóng từ khe hở trên đầu mọi người bay ra ngoài, rơi vào trong lùm cây, ngay sau đó trong lùm cây liền vang lên tiếng kêu to, ôi! Lực chú ý của người vừa rồi hô to trong phòng có người đã bị dẫn ra ngoài nơi phát ra tiếng kêu, ngự y đứng ngoài cửa nghe được tiếng kêu liền nâng bước đi về phía phát ra âm thanh. Các thị vệ trong cung cũng nghe được động tĩnh liền chạy về hướng này, lúc này ở trong lùm cây phát ra tiếng kia bắt được hai tên thái giám lôi đến trước mặt mọi người. Khi lực chú ý của tất cả mọi người đều đã tập trung về hai tên thái giám kia, thì Ngự Phượng đàn ôm cả thắt lưng của Vân Khanh, từ cửa sổ lặng yên không tiếng động thoát ra ngoài, động tác nhanh nhẹn êm ái, thân thủ tốt như vậy, làm cho Vân Khanh cũng phải cảm thán khó trách hắn nửa đêm có thể lẻn vào khuê phòng của nàng mà không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, khinh công thật tốt quá. Hai tên thái giám này sao lại xuất hiện trong lùm cây? Lý Lão Thái Quân nhìn hai tên thái giám một lớn một nhỏ, đôi mắt lóe lên tia sáng, giọng nghiêm trang hỏi. An Ngọc Oánh vừa nhìn thấy hai tên thái giám này thì lưng chợt cứng đờ, trong lòng này lên dự cảm xấu, hai tên này làm xong việc tại sao còn chưa trốn đi. Sao bị bỏ trong lùm cây chứ? Chẳng lẽ kế hoạch của nàng ta đã bị người khác phát hiện? Ngón tay nhất thời vô ý nắm chặt, lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh. Hai tên thái giám kia cũng rất lo sợ, khi họ vừa đặt người bị bắt lên giường nằm chung với nữ nhân kia xong liền bị đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bụi cây, không thể cử động cũng không thể nói chuyện. Vừa rồi có một vật nhỏ bay tới đụng trúng bả vai của tên tiểu thái giám thứ kia có lực ném không hề nhẹ nên tên tiểu thái giám nhịn không được mà la lên, trước đó hắn không thể mở miệng bỗng lúc này có thể phát ra âm thanh rồi. Nhìn thấy có nhiều phu nhân tiểu thư đứng trước mặt mình như vậy, trong lòng thấy thấp thỏm không yên, hôm nay ra ngoài làm việc lại gặp quỷ, vô duyên vô cớ lại bị ngất xỉu, xem ra lần này giữ nhiều lành ít rồi. Vì ngưng tử ngồi ở một bên, tựa như thương tâm mà gạt lệ Kỳ thật nàng ta vẫn luôn để ý đến tình hình trong sân, sau khi hai gã nội thị này đi ra thì trong mắt An Mộc Quánh hiện lên sự kích động, liền biết hai gã này là người được phái đi làm việc trong kế hoạch của nàng ta, chỉ là không hiểu tại sao bọn chúng bây giờ lại nằm trong bụi cây. Trong đầu Vi Ngưng Tử lướt nhanh suy nghĩ, làm sao để có thể khiến hai tên thái giám này chỉ ra Vân Khanh, chỉ cần hai tên thái giám này nhất quyết thừa nhận là bị Vân Khanh thu mua, vậy thì việc hôm nay dù trong sạch của nàng ta đã khó giữ được, thì thanh danh của Thẩm Vân Khanh cũng không tốt hơn nàng ta. Vì thế nàng ta chuyển sang vừa thê lương vừa bi ai, nâng lên đôi mắt mông lung đẫm lệ nhìn hai tên thái giám liếc mắt một cái, giọng như phẫn nộ chỉ trích nói, hai người các người có phải là người bắt cảnh đại nhân đem đến nơi này hay không? Ta và các ngươi không oán không cừu, căn bản là không quen biết, vì sao các ngươi lại có thể bày ra kế sách như vậy để hủy sự trong sạch của ta? khiến ta và cảnh đại nhân vô duyên vô cớ mà. Nàng ta nói tới đây lại nghẹn ngào ri vẻ như không nói tiếp được, còn nâng lên đôi mắt nhìn cảnh hữu thần một cái chân ra dáng vẻ nhu nhược. Hơn nữa vừa rồi trong lời nói lại hiện ra sự kính trọng với cảnh hữu thần, khiến trong lòng cảnh hữu thần đối với nàng ta muôn phần thương tiếc. Nhớ tới nàng ta là một nữ tử ôn nhu yếu ớt mà vẫn cố gắng dậy ruộng để duy trì sự tôn nghiêm còn sót lại của mình mà sinh lòng kính nề vốn cảm thấy hôm nay quan phẩm bị giáng cấp lại thêm xảy ra loại chuyện này về sau tiền đồ nhất định sẽ bị càn trở liền sinh ra lòng chán nản thoái chí lúc này lại nhận được ủng hộ nếu có thể chứng minh mình bị người hãm hại thì so với tội danh ở trong cung uống rượu say rồi làm sàng bậy vẫn tốt hơn nên liền xoay người nhìn hai tên thái giám kia vừa nhìn liền phát hiện một trong hai tên là người đã phục rượu cho mình hắn cố gắng nhớ lại trong sự mơ hồ sau khi mình uống say khướt tên thái giám này đã đưa hắn đi, hắn chỉ vào một tên trong đó nói, là ngươi, ta nhận ra được ngươi, là ngươi ở trên điện rót rượu cho ta, sau đó đỡ ta lên nói là đi nghỉ ngơi. Huyệt đảo của tên thái giám đã được thị vệ giải trừ, nghe thấy cảnh hữu thần chỉ trích liền quỳ xuống, vẻ mặt bối rối nói, cảnh đại nhân, nô tài chỉ là thấy ngài đã say nên mới dìu ngài đi nghỉ mà thôi, nhưng đi được nửa đường. Nô tài liền cảm thấy choáng váng cái gì cũng không biết vừa nãy mới từ trong lùm cây tỉnh lại, chuyện này và nô tài không liên quan gì a à. Tên thái giám trong miệng kêu oan, đôi mắt không ngừng nhìn về phía An Ngọc Oánh, mà An Ngọc Oánh lại nhìn vi ngưng tử, nữ nhân này nhìn thì ôn nhu yếu ớt, nhưng mỗi một câu đều có mục đích riêng, hiện tại thực rõ ràng, vi ngưng tử là muốn hai tên thái giám này chỉ ra Vân Khanh. Chỉ cần bọn họ nói mọi chuyện là do Vân Khanh chủ mưu thì có thể giá họa thành công rồi. Vì thế nàng ta cũng mở miệng đúng lúc, nói với hai tên thái giám, người nói ngươi không có liên quan gì, vậy ngươi làm sao có thể ngất xỉu trong lùm cây. Nói mau, đến tột cùng là người nào dùng tài vật thu mua các ngươi, khiến các ngươi ở trong rượu động tay động chân, khiên người vào trong này, mục đích là vì tư lợi của mình, trả thù vi tiểu thư cùng cảnh đại nhân. Hôm nay ngươi nếu không nói ra, các vị phu nhân và tiểu thư ở đây cũng sẽ không tha cho bọn người lòng dạ độc ác như các ngươi lời nói của nàng ta như đại diện cho chính nghĩa, hai tên thái giám có lý nào lại nghe không ra, đặc biệt là tên thái giám lớn hơn, khi ở trong điện hầu hạ cảnh hữu thần uống rượu, nghe ra không ít chân tướng sự việc từ những câu nói say mềm tràn đầy bất mãn của cảnh hưu thần. Ninh quốc công phủ ở trong triều không phải là dòng dõi quý tộc nho nhỏ, mà an bá phụ uy rằng cũng vừa được phong tước, nhưng là từ thương nhân mà thăng quan, trong triều không có một điểm tựa, người nào không nên đắc tội, người nào có thể đắc tội, đạo lý này gã đã ở trong cung lâu ngày cũng hiểu được. Trong đầu gã vừa chuyển, lập tức làm ra phán đoán, rốt kinh nghiệm sương máu nói, nô tài, nô tài nói, là, lúc ấy nô tài đỡ cảnh đại nhân vừa đi ra, lại gặp vận ninh quận quân, nói với nô tài rằng nếu có thể dìu cảnh đại nhân đặt vào trong phòng này thì sẽ thưởng nô tài hậu hĩnh, nô tài, nô tài nhất thời nổi lòng tham nghĩ chẳng qua chỉ là dìu vào trong phòng mà thôi. Cảnh hữu thần ở một bên nghe lời nói của tên thái giám, là Vân Khanh sai người đặt hắn cùng vi ngưng tử vào phòng, trong lòng tự nhiên có một ngọn lửa tức giận nổi lên, nàng làm sao có thể làm như vậy chứ, có thể đê tiện như vậy mà đưa hắn đến trên giường của người khác, không đưa lên giường người khác thì phải đưa lên giường ai a? À? Hắn ba bước thành hai bước đi qua, đá mạnh một cước vào tên thái giám kia đôi mắt vì giận mà mở to, chỉ vì một chút bạc mà ngươi đưa ta vào phòng này, bên trong có người ngươi nhìn không thấy sao? Nhìn không thấy sao? Tuy rằng cảnh hữu thần tự hỏi lòng mình cảm giác của hắn đối với thẩm vân khanh chỉ là một chút lưu luyến mà người nam nhân nào cũng có, nhưng không biết tại sao, sâu trong lòng lại có một cỗ tức giận nói không nên lời, nghĩ tới việc nữ nhân này đưa mình lên trên giường với người khác là thập phần không đúng, loại cảm giác này, cứ như đã có từ kiếp trước vừa không được tự nhiên lại vừa như là hiển nhiên. Tên thái giám bị đá vào ngực, nhịn đau chờ mình luôn miệng nói, không liên quan đến nô tài, là vận ninh quận quân. Lý lão thái quân nhìn cảnh hữu thần đá hai cây đã xả giận, để tránh hắn đem nhân chứng đá đến bất tỉnh, đợi lát nữa không có người làm chứng, nên mở miệng nói, hữu thần. Thanh âm của bà mang một cỗ uy nghiêm, cảnh hữu thần sau khi nghe thấy, thu hồi chân, hùng tợn chừng mắt nhìn tên thái giám hử lạnh một tiếng một màn này rơi vào trong mắt các phu nhân khiến các nàng hơi cảm thán cảnh hữu thần ngày thường thoạt nhìn ôn hòa như vậy không ngờ khi nổi giận cũng có thể lạnh lùng vô tình như thế chỉ sợ sự ôn hòa hiền hậu chỉ là mặt nạ bên ngoài của hắn mà thôi lúc này mới chính là bộ mặt chân thực của hắn cảnh hữu thần lúc này làm sao còn chú ý gì đến hình tượng nữa hôm nay tiến cung mặt mũi của hắn đã mất hết rồi hắn kéo lại vạt áo, chán ghét nhìn hai tên thái giám nói, đợi lát nữa cùng ta cùng đi gặp bệ hạ, nói rõ ràng chuyện này. Để tránh việc hắn bị điện hạ hiểu lầm ở trước mặt công chúng làm sàng bậy. An Ngọc Oánh thấy sự tình đã biển truyền theo ý mình, nhưng lại thiếu đi người quan trọng nhất, vận ninh quận quân cũng không biết có ở trong hoa viên hay không, không chừng đã trốn đi đâu rồi, nếu muốn diện thánh, nhất định phải mang theo nàng ta cùng đi. Bỗng nhiên, một giọng nữ thánh thoát dễ nghe từ phía cửa truyền đến, trong giọng nói tràn đầy ý cười, như đóa hoa nở trong ngày xuân, ôm dung trầm ấm, "Sao vậy, chuyện gì xảy ra khiến An tiểu thư muốn đem ta đi gặp mặt thánh thượng vậy?" Theo hướng thanh âm phát ra, một thiếu nữ dung sắc khuynh thành, mắt phượng mày ngài, trên mặt thản nhiên nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt sáng như ngọc xuất hiện ở trước cửa, đúng là Vân Khanh mà mọi người đang tìm. Vận ninh quận quân người tới thật đúng lúc, chuyện đang xảy ra nơi đây đang cần lời giải thích của ngươi đấy. Lý lão thái quân nhìn thiếu nữ trước cửa, lớn tiếng hỏi. "Hả? ta mới từ hoa viên ngắm hoa trở về, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Còn có thể khiến An Tiểu Thư phải phái nha hoàn đi tìm ta lại đây. Vân Khanh nhìn mọi người, khóe môi hơi nhếch, dùng nhan hào phóng hỏi. Lý Lão Thái Quân rốt cuộc cũng là người lớn tuổi có kinh nghiệm nói chuyện không bức không bách, cũng không nói thẳng ra chuyện trộn thuốc cùng giá họa là liên quan đến Vân Khanh, chỉ nói có việc cần giải thích, nếu là người trong lòng có quỷ, nhất định khi bị hỏi như vậy, sẽ cố gắng biện giải hay phủ nhận. Mà nếu thật sự người này ở trong hoa viên tản bổ, không có tham dự vào chuyện này, thì chắc là không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, một khi lộ ra một chút hiểu biết về chuyện xảy ra nơi đây. Vậy thì thật sự tránh không khỏi bị hiềm nghi. Nghe được Vân Khanh trả lời, đôi mắt của Lý Lão Thái Quân hơi hơi nhíu lại. Người thiếu nữ này nói chuyện cẩn thận, nếu không phải thật sự không biết chuyện này, thì phải là tâm cơ sâu không lường được. An Ngọc Oánh nhìn Thanh La đi phía sau Vân Khanh, Thanh La hiểu ý cúi đầu trả lời, nô tỳ ở trong hoa viên, vừa khéo gặp vận ninh quận quân. Còn có ta, một giọng nam trầm ấm phóng khoáng, êm ái như tiếng đàn tranh lọt vào tay các quý phu nhân và tiểu thư trong viện nhất thời làm cho lòng của An Ngọc Quánh như đập hụt một nhịp. Chương 305, Mệnh Phu Thê 2. Ngự Phượng đàn mặc trường bào màu trắng, cổ áo thêu hoa văn màu tím, nghiêng người dựa vào cửa, hướng về nữ nhân trong cả phòng cười, đôi mắt hẹp tỏa sáng dạng người, liễm diễm động lòng người, trong phút lơ đãng, đem sự tôn quý cùng hoa lệ hòa là một thể, làm người ta không thể bỏ qua cái khí thế hoàng tộc bức người kia. Thành là cúi đầu, nói tiếp còn có Cẩn vương thế tử đang cùng vận ninh quận quân thường hoa an ngọc oánh nghe xong những lời này trong phổi như bị nghẹn ngực đau như muốn nổ tung ngự phượng đàn lại đang cùng thẩm vân khanh thường hoa bọn họ tại sao lại đứng cùng nhau vì ngưng tử thấy trên mặt an ngọc oánh lộ rõ sự ghen tị biết nàng ta lúc này nhất thời sẽ không thể khống chế cảm xúc liền khóc thốt thít vài tiếng khiến vi phu nhân ở bên cạnh quay lại nhìn nàng ta một cái nhớ tới nghĩa nữ của mình vẫn còn bị ủy khuất, lập tức nói, vận ninh quận quân ở cùng ngài thì sao? Nàng ta hoàn toàn có thể sau khi hãm hại ngưng từ cùng cảnh đại nhân, lại đi đến hoa viên gặp cẩn vương thế tử ngài. Ngự phượng đàn ngẩng đầu nheo mắt nhìn vi phu nhân liếc mắt một cái, cười nhạt nói, nhưng bàn thế tử từ sớm đã gặp vận ninh quận quân, cùng nhau ở trong vườn ngắm hoa, không biết nàng ấy như thế nào có thể phân thân lại đây hãm hại người vậy. Ngự Phượng đàn ngoài mặt như là một thế tử nhàn nhã, nhưng người nào cũng biết địa vị của hắn ở trong triều cũng không thấp hơn so với các hoàng tử. Cho dù là thân phận Cần Vương thế tử hay là tước hiệu Trấn Tây Đại tướng quân thì những danh xưng này đều là thật. Huống chi tình cảm của Minh Đế đối với đứa cháu này cũng không bình thường. Vì phu nhân nhất thời cứng lưỡi, không biết nên nói như thế nào. Trưởng phu mình mặc dù là uy Vũ Đại tướng quân nhưng rốt cuộc cũng chỉ là quan tam phẩm làm sao so được với ngự phượng đàn. Nhưng sau khi nghe lời vi phu nhân nói, an ngọc oánh cũng đã hoàn hồn. nàng ta không thể chìm đắm mãi trong sự ghen tị được. Đầu tiên là phải khiến cho thanh danh của vân khanh mang tiếng xấu. Vì thế xốp lại tỉnh thần, nói tiếp, đúng vậy a, à, hai tên thái giám này cũng có thể chứng minh bọn họ là bị vận ninh quận quân sai khiến. Vân khanh theo hướng an ngọc oánh chỉ. Nhìn thấy hai tên thái giám đang quỳ trên đất, liền đi đến trước mặt bọn họ, cười nói, "Các ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem, ta có phải là người sai khiến các ngươi làm việc không?" Trong lòng hai tên thái giám có quỷ, ngẩng đầu liếc nhanh qua nàng một cái, rồi như gà mổ thóc gật đầu nói, "Đúng vậy, đúng vậy." Vân Khanh thực vừa lòng gật đầu, "Vậy các ngươi nói thử xem, ta lần đầu tiến cung, muốn các ngươi thay ta làm việc, là dựa vào quyền thế của ta?" hay là dựa vào thứ khác để mua chuộc các ngươi hai tên thái giám không biết tại sao vân khanh lại hỏi vấn đề này nhìn thoáng qua nhau đều nói là ngài cho bọn tiểu nhân bạc bảo bọn tiểu nhân làm việc những phu nhân khác đều cảm thấy kỳ quái vận ninh quận quân tại sao lại hỏi như vậy nàng lần đầu tiên tiến cung trong cung chắc chắn chả quen được ai dựa vào quyền thế gì chứ đó là không có khả năng an bá phủ vừa tới kinh thành còn chưa có thế lực lớn đến mức có thể tùy tiện mua chuộc công nhân làm việc, ắt hẳn không thể dựa vào lý do đó. Thứ duy nhất có khả năng đương nhiên là cho bạc, người nào cũng biết, An Bá Phủ rất có tiền a. À. Ta đã cho các ngươi bao nhiêu bạc, các ngươi lấy ra cho mọi người xem thử đi. Vân Khanh toàn thân tản ra phong thái phong khoáng, đáy mắt đang tươi cười nhưng cũng bình tĩnh, đưa ra yêu cầu rất tự nhiên, không có bức bách, cũng không có gấp gáp. Nhưng như thế này, ngược lại làm cho hai tên thái giám cả người rét run. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ làm sao có bạc để lấy ra. Bọn họ là thái giám trong cung của gia tộc An Ngọc Oánh. Chỉ cần An Ngọc Oánh phân phó một tiếng tất sẽ làm việc. Không cần phải đưa bạc, liền cúi đầu nói, nô tài đem bạc giấu đi rồi. Các người không phải bị người đánh ngất xỉu bỏ vào trong lùm cây sao, làm sao có thời gian để giấu bạc đi. Phu nhân Lễ Bộ thượng thư lúc này lên tiếng, khiến Ninh Quốc công phu nhân nhìn bà liếc mắt một cái, bà thấy Ninh Quốc công phu nhân liếc nhìn mình, đáy mắt đều là ý cười. Ninh Quốc công phu nhân từ khi nhìn thấy hai tên thái giám này đi ra, thì biết ngay việc hôm nay nhất định là do nữ nhi một tay sắp xếp, nhưng sự tình đã đến mức này, lại muốn bản thân thoát khỏi liên lụy đã là không thể nào, bà ta liền để nữ nhi thu xếp ổn thỏa tàn cuộc ai ngờ cái kết cục nhìn như hoàn mỹ này lại bị người nhìn ra lỗ hồng. Đây, đây là nô tài nhớ lầm rồi, ngân phiếu ở trên người. Một tên thái giám phản ứng mau, lập tức từ trên người lấy ra mấy tấm ngân phiếu, mà tên tiểu thái giám còn lại thấy vậy cũng từ trên người lấy ra tấm ngân phiếu. Bọn họ ở trong cung không cần dùng bạc, cho nên cực hiếm khi mang rất nhiều ngân lượng trên người, cũng may có hai tờ ngân phiếu là An Ngọc Oánh trước đó thưởng cho bọn họ lúc này cũng có thể dùng để cứu nguy liều thúy tiến lên lấy hai tấm ngân phiếu nhìn lướt qua liền cười khi một tiếng khiến ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây vân khanh nhìn thoáng qua tấm ngân phiếu kia nụ cười trên mặt cũng càng lớn vân khanh là lần đầu tiên tiến cung cũng không biết quy củ trong cung thì ra muốn bọn thái giám trong cung làm việc ra tay hám hại đại thần trong chiều cùng con gái của đai thần chỉ cần đưa ra 50 lượng bạc cái giá này thật rẻ khó trách cảnh đại nhân cùng vi tiểu thư lại bị người ta hãm hại dễ dàng như vậy. Lời của nàng tuy rằng nhẹ bẫng, nhưng khó có thể nói hết sự trào phúng trong đó. Những người trong phòng, người nào không phải là phu nhân có quyền thế ở thiên Việt, ở trong công nhìn quen vinh hoa phú quý, nên khi muốn bọn họ làm chuyện như là gửi thư thì giá khởi điểm cũng phải một trăm lượng bạc. Nếu muốn hãm hại, vậy cũng có thể là một trăm lượng, nhưng mà là một trăm lượng vàng. Năm mươi lượng thì quá nực cười. Có một vài quy tắc ngầm, tuy là không tiện nói ra, nhưng trong lòng ai nấy đều biết, lúc này hai tên thái giám nói chuyện thất thường chắc chắn đã bị người khác mua chuộc, dùng để vu oan hãm hại vận Ninh quận quân. An Ngọc Oánh làm sao cam tâm nhận một ván hòa như thế, liền sen miệng nói, cũng có thể là không cần bạc, có thể nàng ta đã đưa ra điều kiện để trao đổi. Điều kiện tốt, An tiểu thư xin đừng quá coi trọng Vân Khanh. Ta lần đầu tiên tiến cung, chưa quen ai cả, ngay cả lúc tìm chỗ nghỉ ngơi cũng phải nhờ An tiểu thư người dẫn đường, về phần điều kiện tốt, đây chính là lời nói vô căn cứ, ta ngay cả đường trong cung cũng không biết đi, làm sao có thể đáp ứng điều kiện gì chứ? Hay là nói bọn thái giám đều là những kẻ ngốc, chỉ cần ta nói về sau sẽ hậu đãi, sau đó đưa họ 50 lượng bạc, họ liền cam tâm tình nguyện mạo hiểm nguy cơ bị chém đầu để giúp ta hãm hại đại thần trong triều. Vĩnh nghị hầu phủ cảnh đại nhân sao? Vậy bên trong đó cái nào nặng cái nào nhẹ bọn họ chẳng lẽ không phân rõ được sao? Hay là nói An Tiểu Thư đã quen chuyện đáp ứng điều kiện với người khác, sau đó nhét 50 lượng bạc để cho người ta làm việc, cho nên mới bụng ta so bụng người. Một phen hùng biển đã khiến An Ngọc quánh ngậm miệng không thể nói gì, tuy rằng giáp tâm muốn làm cho Vân Khanh không đừng chối cãi, nhưng bị nàng nói như vậy, ngược lại nàng ta không còn cách mở miệng rồi. Mà những phu nhân khác sau khi nghe lời Vân Khanh nói, cũng loáng thoáng cảm thấy, An Tiểu Thư tự hồ luôn tận lực đem chậu nước bẩn hắt vào người Vân Khanh, cách làm này cũng mang theo chút trột giả trong lòng. Vân Khanh nhìn những người này, chỉ cảm thấy khó ưa đến cực điểm, hai người An Ngọc Quánh và Vi Ngưng Tử, một người lập mưu hãm hại nàng bất thành, ngược lại vẫn còn muốn chơi xấu nàng, một người bị người khác hãm hại, lại cố tình không trách người hãm hại mình lại liều mạng đem chậu nước bẩn hắt lên người nàng. Chẳng lẽ đây là cái gọi là cừu địch trời sinh, dù thế nào cũng phải làm khó nàng sao? Nàng cảm thấy thực phiền chán, quay đầu liếc mắt nhìn Ngự Phượng đàn đang tựa ở cửa một cái, thấy hắn đứng trước cửa, nửa người bên ngoài, nửa người ở bên trong, khuôn mặt trong tối thân ngoài sáng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn đang nhìn nàng. Ngự Phượng đàn ở một bên nhìn mọi chuyện đang diễn ra, có thể trông thấy trên mặt Vân Khanh âm thầm lộ rõ sự chán ghét. Nàng có thể từng bước vạch trần thế cục này, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy nay lại ẩn chứa sự khó chịu. Thực rõ ràng đối với loại chuyện vô cớ hãm hại nàng đã có phản ứng bài xích, huống chi thế cục này lại rất dễ dàng gỡ bỏ. Cần gì phải khiến nàng phí sức như vậy chứ? Vì thế ngự phượng đàn vì đau lòng cho khanh khanh nhà mình mà nhàn nhã mở miệng, ngữ khí thản nhiên, thái độ lại lạnh như băng vừa rồi thị vệ của ta không cẩn thận thấy được một màn hay chi bằng để cho hắn ra đây thuật lại cho mọi người nghe một chút tiện thể xóa bỏ sự nghi hoặc của các ngươi hắn vừa mở miệng liền thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người chỉ thấy dịch kính thương từ một bên đi ra khuôn mặt lãnh khốc giọng nói cứng nhắc bắt đầu thuật lại mới vừa rồi thuộc hạ nhìn thấy vận ninh quận quân choáng váng đầu được an tiểu thư và vi tiểu thư giúp đỡ tiến vào phòng nghỉ ngơi an tiểu thư cùng vi tiểu thư sau khi đỡ người vào phòng liền rời đi để lưu thúy cô nương canh ở trước cửa một lúc sau vận ninh quận quân đứng dậy nói là đã hết đau đầu muốn đến hoa viên đi một chút để lưu thúy cô nương ở lại để lát nữa có thể báo cho an tiểu thư tránh cho bọn họ sốt ruột đột nhiên có một tiểu thái giám đến nói muốn lưu thúy cô nương đi đón an tiểu thư đợi lưu thúy cô nương đi rồi hắn lập tức bảo một tên thái giám khác dìu một người đi vào lát sau, lại bế thêm một người đi vào. Dịch kính thương đem sự tình nửa thật nửa giả nói ra, vi ngưng tử hiếp mắt nghe, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi là thị vệ của cần vương thế tử, làm sao lại có thể quản cả chuyện này? Đó cũng là câu hỏi trong lòng của những người khác, dịch kính thương làm sao có thể quan tâm đến chuyện như vậy? Dịch kính thương bị hỏi như vậy, biểu tình cũng không có gì biến hóa, bởi vì trước khi vận ninh quận quân tiến cung, thuộc hạ nhìn thấy quận quân vẫn vô sự vì thế trở về xem xét chiếc ly nàng từng uống dịch kính thương nói xong từ trong tay áo lấy ra ba chiếc ly tách riêng một cái trong đó bên mép chiếc ly này có bôi tình ti tình ti là tên của một loại xuân dược hắn từng là đại nội thị vệ nhìn thấy vật như vậy đương nhiên phải chú ý rồi mà vân khanh vừa đúng lúc mở miệng nước trái cây cùng những chiếc ly này đều là An Tiểu Thư lấy ra mời ta cùng Vi Tiểu Thư uống, chẳng lẽ? Đôi mắt nàng phóng đại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin nhìn An Ngọc Oánh, chẳng lẽ An Tiểu Thư, người muốn hãm hại Vi Tiểu Thư, cố ý cho Vi Tiểu Thư uống thứ này? Vì phu nhân nghe được lời của dịch kính thương, lại nhìn hai gã thái giám kia, vẻ mặt cũng phẫn nộ, an tiểu thư, ngưng từ nhà ta cùng ngươi có thủ oán gì? có thể khiến ngươi dùng loại thủ đoạn bần thiểu hạ thứ xuân dược này trong nước trái cây chứ? Loại thủ đoạn hạ lưu này ngươi làm sao có thể nhẫn tâm? An Ngọc Oánh bị vi phu nhân chỉ trích, trên mặt lúc trắng lúc xanh, vội vàng phủ nhận nói, không có, ta không có muốn hại vi ngưng tử, rõ ràng cái ly kia là cho thầm. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn